Sáng nay ngày 23 tháng 11, tỉnh Vĩnh Long đã chính thức khánh thành cầu Cái Cam 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long. Lễ khánh thành có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và đại diện các ban bộ ngành đoàn thể trung ương và địa phương. Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhằm tôn vinh, tri ân những công lao công hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cầu được thiết kế bằng thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực, có tải trọng thiết kế tiêu chuẩn HL93, gồm hai đơn nguyên, chiều dài toàn cầu là 482m, bề rộng cầu tại nhịp chính 34m với kết cấu 10 nhịp. Cầu Cái Cam 2 hoàn thành sẽ có thêm tuyến đường mới nối liền phường 9 với phường Trường An. Việc lưu thông được rút ngắn, vận chuyển hàng hóa vào trung tâm thành phố dễ dàng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố Vĩnh Long. Đặc biệt, công trình hoàn thành cũng làm đổi mới không gian kiến trúc cảnh quan của khu hành chính tỉnh Vĩnh Long được khang trang hơn.